lắm này. Tôi muốn cho đi nhưng mà cái đôi cái đam mê á. Cháu nó thích nè, ủng hộ nó. Đâu phải ai muốn đi cũng được đâu, đúng không? Quyền họ thi đông lắm, nhiều lắm. Không tuyển cho nhiều nhưng mà giờ khi đầu tiên vào thì hắn hở dơ cực quá mới biết là cái môi trường cực xa cha mẹ. Giờ họ ở ngoài thì họ đi chơi đi đâu cũng thoải mái, giờ ở trong đó đâu có được đi đâu đâu, suốt ngày lo tập luyện. Trong đó như quân đội hả? Như quân đội vậy đó. Không có ngủ, giờ chắc ngủ ngày ăn uống. Nhưng mà mấy anh ấy thì khỏe, không có làm gì, chỉ gọi là ăn với tập thôi. Áo quần đồ họ cũng giặt giũ nấu nướng đồ họ, nói chung họ lo hết. Nên không làm. Chị có hay lên thăm cháu không? Cũng có, còn đã dài ra đâu là đi, vì là lâu lâu lên thăm. Cục bự quá trời. Đi phải rửa mặt sạch nha con. Trong cái mặt con nó hư hết á. Con bé, con bé sao á? Dạ. Sao không bữa nó không đi gì thì mà nó chạy thân đi là cái bún á. Xong mà đi ra liều. Không có xì nữa không? Ông nói thôi thôi đừng có nặng, cái tuổi hắn đang dậy thì không có nặng được đâu. Xong mà ông nói gì, thôi giờ đơn giản thôi thì cứ cho rửa nước muối à. Xong mà rửa nước muối bây giờ cả cái lưng hắn cũng lên, bây giờ hắn hít luôn, thấy chưa? Xong ông nói cái kế, tại vì cái mụn này hắn không phải là, chắc là hắn chưa có cái nhấn mụn. Cái lên lì tí như là hình bị viêm nang lông vậy đó. Dạ. Yeah. À, nhưng mà chứ cái mắt hình lãng hình hết rồi á. Nhưng mà cái đó nắn cũng nắn được, đâu có côi đâu mà nắn. Đâu có nhanh đâu. Chị nghe điện thoại của chị hả? Hoa của bé. Ai gọi hả con? Hoa. Bạn nó gọi. Bạn gọi đi đâu bánh kê, đi đâu bánh kê ngay. Vì mà thời gian gần bạn, thời gian này chơi bạn nhiều hơn ở nhà với ba mẹ đấy. Bạn hả? Bạn nói với bạn đấy các bạn ơi. Ôi hôm bữa ở mùn, ở trên em hành chiều, hành chút cái mặt hành bị mùn ghê mà nóng cả cái ruột luôn. Dày quá trời luôn nè. Nóng ruột nữa trời ơi, như sao? Nhưng mà chụp hình là con nóng ruột hơn về thấy. Như thấy như khi hình cũng đỡ lo hơn cho bộ trời. Là không biết con mình ở trên sao cũng chụp giống. Đợt lễ này về là chủ yếu là đi của thủy nằm mừng chứ không về, không có đâu đi chơi đi đôi gì đâu. Thì đâu đi đâu đâu. Đi chơi về bạn thôi chứ ba mẹ cũng chẳng đi đâu. Nghe dịch đâu cũng sợ, thì như khi để mình chơi đi lên trên học viện như khi bị dịch á, rồi mất công mấy thầy họ nói rồi không dám cho đi đâu. Nhưng xíu mấy cái cục này nó bị viêm con ạ. Chẳng biết đâu. Bị viêm. Nha, con nhìn xét đây con, nhìn xét đó.
Vin cũng có mũ cho. Cái này về bữa phải hơn tháng rồi mình đến cô Thủy nặn lại nè. Hơn tháng đó chị. Ừ, là hơn tháng đó. Tại vì dạ. Khe mới về được. Nên giờ nhà Thủy lấy dùm cho thần thì kỹ á. Dạ thì em lấy kỹ. Ừ, quan trọng bé nó chịu được không? Thì chịu được thì em lấy hết luôn. Kỳ từ thì cố gắng hết. Giờ đến hơn tháng nữa mình lấy lại như thế nhỉ? Đây cái một. Nhắc lên con, nhắc lên. Chứ lên trên cũng không có lên được. Nhân nhiều nhân lắm. Giờ thì chưa lên trên giờ lại mà đi lấy mẹ cũng chẳng yên tâm. Bụng nhân cứng ngắc luôn nè. Nhân nhiều mà nhân cứng ngắc nè. Cố lên con. Nếu lúc nào mà cảm thấy là đau quá thì cho con xin nghỉ một tí. Mặt cháu nó bị viêm á. Cái thời xưa mà bà hắn á, cái tuổi này bà hắn mùng ngủ luôn á. Bà hắn bị cũng ghê lắm. Mổ nó cũng viêm á vậy. Ừ, bị viêm rồi đó, viêm đó. À, là bà nó có bị sẹo không? Bà hắn cũng có vai cái á, cũng bị vai cái đó, nhưng mà bà nó là mù cơ, lên ứng mù lên đê cái mặt vậy đó. Vậy giống cái gen của bà rồi đó. Bây giờ đây, bây giờ đây con thì ăn thú gì cần nói đi. Bên lề con Thủy đi chơi đâu hả? Dạ đi vòng vòng mới vậy. Chứ không đi đâu xa? Dạ không đi xa chị. Đi xa Lusubo á. Kẹt xe chính thủ luôn mà. Vì miền Tây mà bình thường là khoảng 2 tiếng là cái điểm Bến Tre rồi. Bây giờ 2 tiếng chưa ra khỏi thành phố. Ờ, cố lên. Cô xoa cho đỡ đau. Đau không? Đau thì con ngưng tí nữa đi. Xíu nữa lấy xong cái chỗ này chứ không nó lắp mắt không thấy đường thấy không? Đợi lấy thôi. Xíu nữa cô cho nghỉ. Hôm nay mẹ đưa đi làm thịt hả? Về ở dưới lúc đó về xin nó không biết á, về hướng dẫn cho nó biết cái gì không biết đấy, mà cũng còn tập xong rồi mệt quá rồi. Ừ, đã bánh xong rồi mệt quá rồi rồi thôi kế thôi chứ chẳng quan tâm đi ăn uống xong mệt qua đi ngủ thôi, rửa cho cỏ thôi. Giờ phải rửa kỹ nha con, không thôi cái mặt cỏ ngư hết đấy. Chắc nằm một lần đi rồi là chắc thành cục nữa hả? Nó đỡ vậy, có cái thuốc rồi bôi. Ừ. Nếu mà được thì uống thuốc thêm á. Không biết nó có uống được không? Thuộc hương, tiêm thuốc tây á? Dạ.
tiền thực tế gì cũng hình búi búi hình con quý ngược biến xuôi con mình thuộc con nhớ anh đi ông sửa con quý uống mấy đi uống thuốc bỏ lên hình hình đi nhà về mẹ như thế mẹ nhắc nha. Thì con bé không bự hình lại thì nằm luôn xong rồi con mà cười lắm con đã thấy thì cái thủy nằm luôn con bự bự ra con cho nghỉ tí đau quá rồi tâm nghiệm á.